Vâng, Nhất Long Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2020. Em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một con đầu CD của hãng Denon có model là DCD QS10. Con này đầu CD tích hợp giải mã. Đấy, con này có đường quang từ các bác kết nối từ các thiết bị bên ngoài, giống như các bác nghe nhạc số nghe từ trên TV xuống. Rất là tiện lợi luôn, giá thành thì rất là hợp lý cho một con đầu vừa tích hợp cả CD lẫn giải mã. Đấy, trước mặt quý vị và các bạn là con đầu CD Denon. Về hình thức con này là mặt vàng chanh, rất là đẹp luôn. Đấy, máy móc nguyên bản 100%. Đấy, em sẽ quay phần trước phần sau để các bác xem được cái mức độ đẹp của con đầu này. Rất là đẹp luôn, mặt vàng chanh bày biện rất là đẹp. Đấy, con đây là con đầu Denon. Con này điện 100V 20W. Đấy, Denon Made in Japan. Đây, con này có đường quang này, như đường quang out ra này. Còn nếu bình thường như là quang vào thì các bác kết nối từ TV xuống hay là các thiết bị bên ngoài các bác cho optical đường in nhé, đường in vào. Đấy, đây là đường ra, đây là đường vào. Đấy, còn đây đường analog, thiết bị nghe từ CD ra. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ test thử các chức năng để cho các bác nghe thử. Đầu tiên là em sẽ test CD. Mắt đọc rất là tốt luôn. Đấy. Đấy, bây giờ tiếp sau đây là em sẽ test cái phần giải mã từ thiết bị bên ngoài của các bác. Đấy, đầu đĩa CD thì là đọc rất là ngon rồi. Bây giờ em sẽ bỏ đĩa ra. Đấy, bỏ đĩa ra này. Đây là thiết bị đường quang này, em sẽ cắm vào đây. Dây hơi ngắn. Đấy, thiết bị quang thì em sẽ cắm vào đường input này. Khi các bác kết nối với đường input thì các bác ấn exit input này. Đấy, chuyển sang optical này. Bóng báo đang nhận tín hiệu. Đấy,
khi nhận tín hiệu là bóng nó sẽ hết nháy. À, em đang phát bằng con đầu Sony bên cạnh. Phát bằng con đầu CD bên cạnh này thì nó cũng giống như là các thiết bị mình kết nối từ TV xuống. Rất tiếng rất là hay luôn, thì giống kết nối thiết bị bên ngoài. Bác nào có nhu cầu sở hữu một con đầu vừa CD vừa giải mã này thì liên hệ theo số điện thoại em ghi trên kênh, và các bác ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh giúp em. Và bây giờ em cũng báo giá luôn là con đầu này là em đang bán là 13.500. Đấy, đang bán 13.500. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ, và bây giờ em sẽ xin dừng tại đây. Xin chào các bác.